Thẩm mỹ răng sứ có thể là cái chuyện đơn giản, nhưng làm sao để nụ cười ấy đẹp tự nhiên, phô diễn được cái nét duyên dáng phù hợp với khuôn mặt và phong cách mới là cái điều quan trọng nhất. Muốn làm răng sứ đẹp tự nhiên cần lưu ý 3 yếu tố quan trọng sau đây. Thứ nhất là về màu sắc. Màu sắc của răng chính là cái nhân tố quyết định lên cái độ tinh xảo, được ví như một cái tuyên ngôn nghệ thuật kết tinh từ cái óc thẩm mỹ cùng với cái đôi bàn tay tài hoa của đội ngũ chuyên môn, những người đã kiến tạo lên cái bộ răng sứ cho khách hàng. Màu sắc của răng sứ liên quan chặt chẽ đến cái màu men răng gốc, màu da, màu tóc, màu mắt của mỗi khách hàng. Việc xác định cái màu răng gốc giúp bạn biết chính xác được cái tình trạng răng hiện tại và khoảng sắc độ mà bạn có thể lựa chọn, kết hợp với các yếu tố khác như là màu da này, màu tóc này, màu lòng mắt này, phong cách cá nhân này. Từ đó, bác sĩ sẽ giúp bạn lựa chọn một cái tông màu phù hợp nhất với cái bản thân của mình. Với khách hàng có cái màu răng gốc nó tối màu và sở hữu cái làn da bánh mật hoặc là hơi ngăm đen thì cái màu răng sứ trắng đục là cái lựa chọn phù hợp nhất. Và những khách hàng có màu da trắng thì nên lựa chọn những cái dòng sứ có màu men trắng trong. Thứ hai là về dáng răng. Tiêu chí đầu tiên để chọn cái dáng răng phù hợp đó là phải phù hợp với gương mặt. Mỗi gương mặt như là hình trái xoan này, hình tròn này, hình vuông này, kết hợp với phong cách cá nhân của mỗi khách hàng mà bác sĩ sẽ tư vấn về cái dáng răng nó phù hợp. Làm sao sau khi hoàn thiện cái quá trình thẩm mỹ răng sứ, hình thể của răng sẽ phù hợp với cái tổng thể gương mặt và quan trọng nhất là tạo được cái điểm nhấn và cái nét duyên dáng trong cái nụ cười của khách hàng. Cái thứ ba là về chất liệu sứ. Chất liệu sứ quyết định rất là nhiều trong cái độ trong, độ bóng, độ cứng và cái độ tinh xảo khi chế tác răng sứ. Tùy thuộc vào cái nhu cầu của khách hàng cần thẩm mỹ hay cần cái độ bền chắc hoặc là cần cả hai yếu tố mà bác sĩ sẽ chọn cái dòng sứ nó phù hợp cho khách hàng. Làm đẹp an toàn và thẩm mỹ là cái phương châm mà bác sĩ Phương và nha khoa Phương Lam đặt lên hàng đầu. Nếu bạn còn băn khoăn về thẩm mỹ răng sứ, đừng ngại liên hệ với bác sĩ để được tư vấn tận tâm nhất và nhận các cái chương trình ưu đãi của nha khoa nhé.